trong tất cả dòng trà, trà mạn hay còn gọi là trà xanh, cực kỳ thân thiết với người Việt Nam ta. Nhưng ủ trà như thế nào cho đúng hương vị nhất, ngon nhất? Bài học ngày hôm nay, ủ trà xanh. Tôi sẽ ủ 30g trà xanh với 1,2 lít nước sôi. Vậy là tỷ lệ ủ trà xanh ngon nhất là 10g trà với 400ml nước sôi trong vòng 15 phút. Chúng ta đã rõ được cách ủ để trà xanh có hương vị ngon nhất. Và ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ được thưởng thức trà xanh nguyên vị.